Châu. Tối trọng là bệnh đói ăn, trầm kha là bệnh các hành ren. Niết bàn vô thượng vô phiền, hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay. Bản phổ thơ của ngài Giấy Đức. Nhà năm ba con xin được sư giáo đến mời xin. Dạ Nam Mô Bụt Thà Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật. Con kính đảnh lễ đạo số 3. Chi Gác Cha Rồ Ga Sang Kha ra, ra măng sú khăn chí gác cha pa ra ma rô ga sân kha ra pa ra ma đúc kha ê tăng nhá to giá tha phú tăng níp ba nặng pa ra măng sú khăn đói ăn bệnh tối thượng các hành khổ tối thượng hiểu như thực là vậy. Niết bàn lạc tối thượng, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tối trọng là bệnh đói ăn, trầm kha là bệnh các hành rối ren. Niết bàn vô thượng vô phiền, hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và công dân đã ôn bài xong. Và mến mời bằng tay của Sít Nhật Quỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn cảm vân nam mô bụt tha dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức nhật quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn trích rạng đông cô tu nữ tề duyên cho nhật quỳnh biết được tín hiệu và cảm ơn minh quá thanh á cho bài học dạ con xin được ôn bài pháp cú kinh số 203 dạ cảm ơn trần đạo cho nhật quỳnh biết được tín hiệu cha cha ba ra ma ro ga san kha ra ba ra ma duk kha e tăng nhat to ya tha phụ tăng nip ba năng ba ra măng su khăn cha cha ba ra ma ro ga san kha ba ra ma duk kha e tăng nhat to ya tha phụ tăng nip ba năng ba ra măng su khăn ức ga cha ba ra ma rô ga sẵn kha ra ba ra ma đục kha ê tăng nhạch to và tha phụ tăng niệp ba năng ba ra măng sù khăn đói ăn bệnh tối thượng các hành khổ tối thượng hiểu như thật là vậy niết bàn lạc tối thượng và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ích-gá-cha-ba-ra-ma-ro-ga Sẵn-kha-ra-ba-ra-ma-đúc-kha Ê-tăng-nhát-to-già-tha-phu-tăng Điệp-ba-năng-ba-ra-măng-su-khăn Ích-gá-cha-ba-ra-ma-ro-ga Sẵn-kha-ra-ba-ra-ma-đúc-kha Ê tăng nhạch to và tha phụ tăng Điệp ba năng ba ra măng su khăn Ích ga cha ba ra ma rô ga Sẵn kha ra ba ra ma đúc kha Ê tăng nhạch to và tha phụ tăng Điệp ba năng ba ra măng su khăn Tối trọng là bệnh đói ăn, trầm kha là bệnh các hành rối ren, niết bàn vô thượng vô biên, hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay,
Dạ, đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhục Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhục Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm vừa vào đạo tràng. Dạ, cô Ai Minh có cầm mic được không cô? Hôm nay cô có cầm mic được không? Dạ, kính mời cô nghe. Alo, nét Ái Minh sao nét cứ chập chờn với anh chị nghe rõ không ạ? Dạ con cảm ơn cô Tuệ Duyên, cảm ơn chị Rạng Đông, cảm ơn chị Như Quỳnh. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Rồi sao kỳ vậy trời? Ồ, dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh cô tu nữ Tuệ Duyên. Cảm ơn anh chị Phan Quang Liêm. Dạ trời ơi, sao màn hình nó kỳ cục lắm, cái nét nó cũng kỳ cục lắm, nhưng mà mấy anh chị nghe rõ rồi. Cảm ơn quý anh chị nhiều, cảm ơn chị Trần Đạo có phép từ trả bài câu pháp cú số 203. Chi gách cha ba ra ma ro ga sang kha ra ba ra ma đúc kha e tăng nhé toa giá tha phu tăng nít bà năng ba ra mằng su khăn. Chi gác cha ba ra ma ro ga sang kha ra ba ra ma đúc kha e tăng giá tòa giá tha phu tăng nít bà năng ba ra mần su khăn. Chi gác cha ba ra ma ro ga sang kha ra ba ra ma đúc kha e tăng giá tòa giá tha phu tăng nít bà năng ba ra mần su khăn. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy, niết bàn lạc tối thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Chi gác cha ba ra ma ru ga tăng kha ra ba ra ma đúc kha e tăng nha toa gia tha phu tăng niết ba năng ba ra mần su khăn. Chi gác cha ba ra ma ro ga sang kha ra ba ra ma đúc kha e tăng giá tòa giá tha phu tăng niết ba năng ba ra mần su khăn. Tối trọng là bệnh đói ăn, trầm kha là bệnh các hành rối ren, niết bàn vô thượng vô phiền, hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ anh mình đã trả bài xong, kính dâng mic lại đạo tràng ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Ái Minh. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính. Cùng chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, Nhục Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con kính bạch đại đức Pháp Tính. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu, sư có thể liên lạc với đại đức Tịnh Đạt được không bạch sư? Nhà con nghĩ chắc đại đức Tịnh Đạt bị đường nét trục trặc gì tới bây giờ con thấy sư chưa có vào đạo tràng mà con thì không thể liên lạc được với đại đức Tịnh Đạt. Dạ sư có nghe được âm thanh con không? Sư có để giúp đạo tràng chúng con thỉnh đại đức Tịnh Đạt không bạch sư? Nam mô Bích Tha. Dạ, trong khi chờ đợi tín hiệu của đại đức Pháp Tính, Nhật Bình xin cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Xích Rạng Đông, Xích Trần Đạo, Vinh Bách Thanh Á, cô Em Minh và Cẩm Vân đã hoan hỷ lên kệ kinh. Sư Khá, mến chào Sư Khá. Vinh Bách Thanh Á có thể bớt bài cho Sư Khá lên đọc bài đi, trong khi chờ đợi nha, để Nhật Vinh xuống mic. Nhật Minh điện thoại cho sư Pháp Tính được không? Rồi mời Xu Khá. Xu Khá có nghe được âm thanh Nhật Minh không? Xu Khá có nghe được âm thanh Nhật Minh không? Có cầm mic được không? Cho Nhật Minh một tín hiệu nha. Nhật Minh nhường mic nghe Xu Khá ơi.
Nam mô Bích Tha giá gia đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát Như Quỳnh điện thoại cho đại đức Pháp Tính mà chắc sư cũng bận rồi không trả lời được. Dạ cảm ơn Vạn Đông. Cảm Vân ơi, Cảm Vân có chức máy không? Cảm Vân có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cảm Vân. Cảm Vân có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, Cảm Vân có thể. Ồ, mà đi cũng xa quá. Đâu Cảm Vân điện thoại cho sư Pháp Tính có được không? Cảm Vân, Nhật Quỳnh điện thoại sư không bắt máy. Dạ, Cảm Vân điện thoại thử coi. Sư có thể thỉnh và đại đức Tịnh Đạt vào được hay không? Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Dạ thôi vào mời huynh Quách Thanh Á. Dạ. Ồ, sư Pháp Tính giảng. Dạ, xa thú. Dạ, con thấy tín hiệu của sư rồi. Nam mô Bích Tha giá. Dạ. Vậy để không làm mất thời gian đạo tràng. Dạ con, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi chúng ta được đại đức Pháp Tính giảng bài học ngày hôm nay là câu khúc của kinh số 24. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha Sa Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luống chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy trinh giữ pháp từ đó là Nhôm Kiều Trần Như được nếm hương vị Hù dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thấy không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tới mê cầu được trí trí vẹn toàn nam mô bích tha giá dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học câu pháp cú ngày hôm nay là 204 từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh này và chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân sư đã điền khuyết cho đại đức đạt để chúng con được buổi học ngày hôm nay và con kính dâng mít đến sư Nhược Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào Phật tử Nhật Quỳnh, Phật tử Đàng Đông. Thi An Lạc, Trang Thư, kính chào Phật tử Quách Thanh Á, ai kêu em đó. Kính chào Phật tử Ái Minh, Phật tử Châu Phan, Công Thành, Giác Ngộ, Ma Ra Chá. Kính chào Nắng Chiều, kính chào người phương Nam, kính chào Phật tử Phan Văn Đêm, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào Tâm Pháp, tôi là Bạch Nha, kính chào Phật tử Trần Đạo.
Xin chào toàn thể quý vị. Mai mốt thì quý vị thông cảm cho chúng tôi. Từ lúc vắng đi Đức Hòa Thượng Trưởng Lão, do vậy thì công việc nó lại tăng thêm. Chiều thì 6 giờ chúng tôi phải ở trên chánh điện tụng kinh đến 6 rưỡi, 6 rưỡi hành thiền đến 7 giờ, nhưng mà chúng tôi thì xuống trước 7 giờ kém 10 chúng tôi mới xuống tới phòng. Do vậy thì cứ đứng 7 giờ chúng tôi sẽ có mặt ở trường lớp học, nhưng mà thật ra nó thì cái thời gian nó rất là hối hả quý vị, cái thời gian nó hối hả. Từ trên chánh điện bước đi lay quay mở máy ra rồi này kia là coi như là 7 giờ kém 5 rồi. Do vậy mà nãy Phật tử Như Quỳnh kêu riết mà chúng tôi không có kịp trả lời, quý vị thông cảm. Đã vậy thì hôm nay Đại Đức Tịnh Đạt thì phải đi khám bệnh, do đó chúng tôi cũng phải đảm nhận giùm. Trong tâm thì cũng rất là lo lắng. Ở trong lớp Phật Pháp Puttatamma đó thì đến ngày của chúng tôi giảng nữa, mà chúng tôi chờ đợi đến giờ này cũng chưa có thấy bài giảng. Do vậy một chút nữa giảng xong cái lớp học này, 8 giờ bắt đầu chạy qua lật đật lục chục, hối hả coi bài xong rồi chạy vô giảng. Rồi có khi giảng không có được xuyên suốt, mà không có đúng ý, có khi bị la nữa. Chúng tôi cảm thấy nó hơi nó rất là mệt, nó rất là ngọt ngạt nào, nhưng mà biết làm sao đây, giờ phải chịu thôi nào. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu học bài mới, câu kệ Pháp Kinh số 204. Như thường lệ chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thực nghĩa từ vựng. Aroya Brahma La Pha, Aroya Brahma La Pha, Aroya Brahma La Pha, Santuthi Brahman Thát Năng, Santuthi Brahman Thát Năng, Santuthi Brahman Thát Năng, Vissa Sapa Brahma Nhà Tí, Vissa Sapa Brahma Nhà Tí, Vissa Sapa Brahma Nhà Tí, Nibbanang Brahmang Sukhang, Nibbanang Brahmang Sukhang, Nibbanang Brahmang Sukhang. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái hợp từ Aroya Brahma. Aroya Brahma có nghĩa là không bệnh là tối thường, không bệnh là tối thường. Aroya có nghĩa là không bệnh, Brahma là tối thường hay là cao nhất. Do hai cái danh từ này được phối hợp lại thành một cái hợp từ được chia theo chủ cách số nhiều, nên Brahma trở thành Brahma, Aroya Brahma, không bệnh là tối thường. La phá, la phá có nghĩa là được hay là thành tựu, được hay là thành tựu. Ở cái chữ, cái danh từ nam tánh La Phá được chia theo chủ cách số nhiều nó trở thành La Phá. Ở đây cũng có nghĩa là lợi lộc, không bệnh lợi tối thượng, lợi hay là lợi lộc. Khi mà đọc những cái danh từ này thì cũng nhớ đến
nhớ đến sư trưởng. Quý vị biết lúc trước chúng tôi học sư trưởng bắt đánh dần, bắt rất là nhiều vị đánh dần cái chữ lợi lợi. Có người do lẹo lưỡi vì thành ra lợi lợi. Mà sư trưởng bắt bắt âm cho rõ lợi lợi lộc lợi lộc, thành ra nhắc đến mấy cái chữ này mình cũng nhớ đến hòa thượng dạy từng chút nha. Kế tiếp ở dòng thứ hai, Santutthi Brahmang, đây cũng là một cái học từ. Santutthi, Santutthi có nghĩa là biết đủ hay là hài lòng. Santutthi, biết đủ hay là hài lòng. Brahmang có nghĩa là tối thường, thành ra hai cái từ này chúng ta hợp lại thành một cái hợp từ được chia theo chủ các số ít, thành ra nó trở thành Santutthi Brahmang. Santutthi Brahmang, sự biết đủ là tối thượng, biết đủ là tối thượng, biết đủ là tối thượng, hài lòng là tối thượng. Tha năng có nghĩa là tài sản. Tha năng có nghĩa là tài sản. Vừa lòng với gì mình có là tối thượng. Kế tiếp ở dòng thứ ba, chúng ta cũng được bắt đầu bằng một cái học từ. Vipassana Parama có nghĩa là thành tính là tối thượng. Vipassana thành tính. Parama chúng ta đã biết rồi. Thành tính là tối thượng. Vipassana Parama. Nhati có nghĩa là quyến thuộc. Xuất phát từ danh từ nam tánh Nhati, được chia theo chủ các số nhiều trở thành Nhati. Nhati quyến thuộc. Ở đầu dòng thứ tư, chúng ta có một cái danh từ rất là quen thuộc, Nibbanang. Nibbanang có nghĩa là Niết Bàn. Nibbanang có nghĩa là Niết Bàn. Brahmang là tối thường. Sukhang là an lạc hay là hạnh phúc. Sukhang là an lạc hay là hạnh phúc. Rồi, vậy thì từ vựng của bài học này chúng ta lướt qua rất là nhanh do những cái từ cũng rất là quen thuộc. Không bệnh lợi tối thượng, biết đủ tiền tối thượng, thành tính đối với nhau là bà con tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Cảm ơn Phật tử Ái Minh đã post bài lên màn hình cho các vị Phật tử tiện bề theo dõi. Aroya Brahma Lapa Santutthi Brahmang Thanang Visasa Brahma Nyati Nibbanang Brahmang Sukhang. Không bệnh lợi tối thượng, biết đủ tiền tối thượng, thành tính đối với nhau là bà con tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 204. Trước khi bắt đầu vào phần duyên sự và ý nghĩa, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Vavantang Apiwa Demi Sokato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghang Namami Lô cát sát na thăng vá đám bút tám ma hăng bút thanh chát thăm manh chát bát na ma mí sang khăn. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều
Phần phước này quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. À, kính thưa quý vị, kệ ngôn Pháp Cú 204, cái câu kệ này là được Đức Phật thuyết ra khi mà Ngài ngự tại Chê Tá Quá Ná, đề cập đến Đức Vua Bá Xê Ná Đí. Câu chuyện nó diễn ra như vậy, có nghĩa là lúc đó Đức Vua Bá Xê Ná Đí là coi như là ông ta ăn rất là nhiều quý vị. Một cái buổi ăn của ông ta đó là coi như là ăn rất là nhiều cơm canh với các cái món ăn vân vân, thì ông ăn rất là nhiều quý vị. Thì khi mà ông ăn xong một cái buổi ăn trưa như vậy đó, nên ông mới đi đến mà để mà viếng thăm Đức Phật. Nhưng mà khi mà ông đến với Đức Phật rồi đó, thì quý vị biết rằng là ông bị hôn trầm, bị hôn trầm, có nghĩa là do ăn no rồi nó hôn trầm. Hôn trầm có nghĩa là cái trạng thái rất là khó chịu, cái trạng thái nó giả dụi, nó buồn ngủ, nó mệt mỏi. Cái trạng thái đó thật sự ra khi mà chúng ta tu tập, chúng ta mà biết kiểm soát tâm của mình thì mình ưa bắt gặp cái trạng thái đó. Thì khi mà ông chịu không nổi cái sự hôn trầm đó, thì quý vị biết rằng tuy rằng ông đến ông Đức Phật, Đức Phật ngồi đó, nhưng mà ông cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui, có nghĩa là đi kinh hành đó. Nhưng mà quý vị biết không, vì Đức Vua Bá Xê nó đi rất là kính Đức Phật, nên Đức Vua không có dám nằm dài trước mặt Đức Phật, không có dám nằm dài. Tuy rằng rất là mệt mỏi, phải dùng cái cách mà đi kinh hành, đi tới đi lui vậy đó, nhưng mà cũng không có xua đuổi được cái hôn trầm, cái cơn giả dụi buồn ngủ này nữa. Đó, thì lúc đó, Đức Phật mới hỏi Đức Vua là coi như là không có được nghỉ ngơi thoải mái, rồi đại vương chưa có nghỉ ngơi thoải mái mà đại vương đã đi đến đây phải không? Đó, thì Đức Vua mới trả lời cho Đức Phật: bạch ngài, dạ phải, sau bữa ăn là con rất là đau khổ, rất là nặng nề. Đó, thì lúc đó đó, Đức Phật mới nói với Đức Vua, cái sự mà ăn quá nhiều thì nó thường xảy ra những cái khổ, như chẳng hạn như là cái trạng thái mà Đức Vua đang gánh chịu, Đức Vua đang gánh chịu. Thành ra đó, lúc đó Đức Phật mới dạy, Đức Phật dạy cho Đức Vua là coi như là cái sự ăn uống mình phải biết tiết độ, tiết độ trong ăn uống như vậy đó thì con người mình nó mới được cái sự an vui. Thì quý vị biết rằng lúc đó Đức Phật dạy rất là nhiều, giải thích rất là nhiều cho Đức Vua nghe. Cái người mà ăn ít nó sẽ lâu già, mà nó còn được bảo trì cái tuổi thọ của mình mà nó được an vui nữa. Nhưng mà quý vị biết lúc đó Đức Vua coi như là Đức Vua nghe không được, có nghĩa là nghe nhưng mà không tiếp thu được, không tiếp thu được. Bởi vì sao? Bởi vì bị hôn trầm thị miên nó ngự trị rồi. Cũng như bây giờ quý vị thấy, chúng tôi ở đây chúng tôi cũng nói thêm, quý vị biết có những cái đêm đầu đà, những cái đêm đầu đà chúng tôi biết rằng là tới 3 giờ cái giấc mà 2 giờ rưỡi 3 giờ đó, là quý vị biết cái giấc nó là nó rất là khổ. Nó khổ cho bản thân của cái vị mà thuyết giảng, mà nó cũng khổ cho bản thân của cái người mà ngồi nghe. Là tại sao vậy vị? Tại vì cái giờ đó là coi như là giống như là cái bình ga mà nó gần hết ga rồi, cái bình ga mà nó gần hết ga rồi, có nghĩa là cái sức lực của mình nó gần hết rồi, nó gần hết rồi. Lúc đó, chỉ có khi nào mà chúng ta nghe được những cái bài pháp nào mà vô cùng thỏa thích, hoặc là chúng ta phải đạt cái trạng thái mà mình hưng phấn khi mà mình tu tập, thí dụ như lúc đó mình phải ngồi mình suy nghĩ lại ít nhiều gì trong cái cuộc đời này, những ngày cuối cùng của đời mình, hoặc là những cái ngày trong cái tuổi xế chiều mà mình cũng được thức để mà dự cái lễ đầu đà, nghe pháp, hành pháp. Nói chung là
Chúng ta phải tìm, chúng ta phải tìm nhiều cái hướng để cho mà cái tâm của mình nó có cái sự phấn chấn lên, thì lúc đó chúng ta mới nghe được. Còn nếu mà không là quý vị biết rằng mình cứ sợ, trong tâm mình cứ sợ, bây giờ mệt mỏi quá, giả dụ quá, buồn ngủ quá, bây giờ không ngủ được, không biết sáng mai có đi làm được không, rồi nhiều khi mình chạy xe hoặc là mình làm cái gì đó nó sẽ bị hư hoặc là nó bị nguy hiểm vân vân. Thì nếu mà chúng ta có những cái tư tưởng đó, là chúng ta bị hôn trầm càng ngày nó càng tấn công, là do cái sự mà mình lo sợ đó. Thành ra quý vị biết rằng đối với ở trong cái người khi mà bị hôn trầm thị miên mà nó đang lấn ép mình rồi, nó đang lấn lướt mình rồi, mình rất là khó để mà học thuộc. Chúng tôi nói thiệt như quý vị chứ, có lần có đêm đầu đà, quý vị biết không, có cái bài, những cái bài kinh mà thí dụ như là tôi xin hồi hướng phước này quả này nó thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường cùng là thân thích tha phương, quý vị biết cái bài kinh đó tụng hoài không hết. Có nghĩa là do mình mà bị hôn trầm, quý vị, cả nguyên một cái hội chúng luôn, nguyên một cái hội chúng luôn bị hôn trầm, mà quý vị biết tụng mấy cái bài kinh hồi hướng á mà không có thoát ra được, không có thoát ra được. Có nghĩa là tụng tới gần tới cái khúc cuối rồi, tới cái tự nhiên không biết làm sao mà cái dòng chữ nào nó hiện lên ở trong tâm mình á, nhảy lên ở trên đầu lại nữa. Mà đến đó mà lúc đó quý vị biết coi như là mấy sư mà ngó qua với mới chợt nhận ra là mình bị hôn trầm. Mình bị hôn trầm, mình ra mình tụng không có ra khỏi được cái bài kinh hồi hướng đó. Đó quý vị cười với nhau. Còn quý vị biết khi mà ở trong cái buổi lễ mà đầu đà, chúng tôi rất là sợ, mà rất là sợ mà mình ngó xuống hội chúng, bị, tại vì ngó xuống hội chúng rất là khó để mà làm việc. Một người thì ngủ gục, còn một người thì quý vị biết là coi mà ngủ gục nó có nhiều cái kiểu lắm, có nhiều kiểu lắm quý vị. Có người thì coi như là gục thẳng xuống rồi gục mà gần tới ở dưới đất rồi bắt đầu bật người trở lên. Có người thì nghéo qua cái đầu nó lắc qua một bên, nó nhiều cái kiểu ở trong đó lắm. Thật sự ra chúng tôi ưa bị cái sự ái ngại về cái chuyện đó. Ví dụ như giờ mình hỏi quý vị, bây giờ mình vừa bắt đầu, mình vừa lên cái bàn pháp tọa mình ngồi, mà ở dưới mình nhìn có hai mươi mấy người mà hết 7-8 người ngáp liên tục. Rồi sao mà chúng tôi hỏi quý vị, sao mà mình hưng phấn mà mình thiết được quý vị. Rồi mình ngó 7-8 người mình thấy ngáp rồi. Rồi xong rồi còn ngó lại mình thấy 3-4 người mà gục quá trời gục. Coi như là gục đủ thứ kiểu đó. Thành ra nó thật sự ra quý vị biết không, cái pháp niệm đầu đà nó rất là khổ. Nhưng mà sau này chúng tôi nghĩ chắc có lẽ là phải nhờ cái nhóm ở bên, ở trên Banh Thoát, với cái nhóm ở trên Facebook, chắc có lẽ cũng nhờ. Quý vị thấy thường thường mình nói vậy chứ, là khi mà lân mà múa hay thì phải có tiếng pháo phải không quý vị. Còn cái vị mà thuyết thì nói chung là cũng phải có cái hội chúng, mà có cái hội chúng thì cái vị đó thuyết mới mạnh dạn. Ví dụ như đó, thành ra đó thì chúng tôi kể những cái điều này để cho chúng ta biết rằng là cái hôn trầm thị miên đó, là coi như là nó rất là khó trị. Mà khi mà chúng ta bị hôn trầm thị miên mà nó lấn lướt chúng ta rồi, quý vị thấy rằng chúng ta không nhớ được một cái điều nào. Chúng ta khi mà chúng ta nghe giảng hoặc là chúng ta cố gắng chúng ta lắng nghe, nhưng mà chúng ta không nắm bắt được cái nội dung, cái ý nghĩa trong đó. Cũng như cái trường hợp của Đức Vua Bá-xê-na đi, lúc này Đức Phật dạy nghe không nhớ nổi, không có nhớ nổi. Thành ra đó phải nhờ cái người cháu mình là Suddhasana, Suddhasana là coi như là người cháu của mình, là phải coi như là phải chú tâm để mà học thuộc, cái lời dạy của Đức Phật đó. Rồi cái người cháu này rất là hay nha quý vị. Khi mà học thuộc rồi hỏi bạch Đức Thế Tôn, con học thuộc cái bài này rồi con về con phải làm cái gì đó, thì Đức Phật mới chỉ. Khi mà thấy Đức Vua đang ngồi ăn cơm
đến cái lúc mà cũng như là gần cuối rồi đó. Có nghĩa là ví dụ như tính theo người mình thời nay á, là coi như là ví dụ như là cỡ chén nữa là xong đó. Hãy đọc cái bài này lên, con hãy đọc cái bài này lên, cái bài mà ta mới vừa dạy đó. Rồi khi mà đức vua mà ngưng lại, đức vua mà ngưng lại không ăn nữa, thì con đem cái phần cơm đó đi bỏ, cái phần cơm nó đi bỏ rồi, con sẽ đếm ở trong đó có bao nhiêu hạt cơm, để mà cái ngày mai mình nấu lại đó thì mình bớt đi nhiêu đó gạo ra đó. Quý vị thấy không, có những cái mình phải làm có cái sự mẫn như là có cái sự chu đáo. Mới đầu chúng ta làm thì cũng phải có cái sự chu đáo. Và ở đây sẵn cái chỗ này chúng tôi cũng nhắc cho quý vị thêm, ở trong ông bà chúng ta hồi xưa giờ cứ nghĩ rằng là mình ăn cơm mà mình đem còn dư cơm mình đem đổ bỏ mang tội. Hồi đó chúng tôi nhớ là mình ưa bị la. Hồi đó chúng tôi nhớ dạ alo alo nghe đây đấy. Rồi, ok. Rồi, rồi, ok. Để có gì tôi giảng xong rồi tôi hỏi ha. Rồi, rồi. Dạ, xin lỗi quý vị. Quý vị có nghe lại được âm thanh của chúng tôi hay chưa? Dạ. Sẵn cái chỗ này chúng tôi nói, hồi xưa giờ đó, mình cứ nghĩ rằng là ví dụ như mình ăn cơm mà còn còn dư á, mà còn dư á, mà mình đem đổ bỏ đó, thì mình mang tội. Cái điều đó quý vị thấy không, ở trong cái bài kinh này, ở trong cái bài kệ này, Đức Phật nói còn cái phần dư ngưng lại, không có ăn đem đổ bỏ. Nhưng mà chúng ta phải biết, chúng ta phải biết những cái thức ăn mà dư á, từ cơm đến thức ăn dư, nếu mà mình đem bỏ đó mà với cái chú tâm là mình bố thí cho những con vật, những cái chúng sanh ở ngay tại chỗ đó được no đủ, thì coi như là mình có phước chứ mình không phải là mình mang tội nha quý vị. Ở đời này đó, mình chửi nhau, mình nói xấu nhau, mình hãm hại nhau, mình sát sanh, mình trộm cắp, vân cái điều đó đó là coi như là chúng ta mới mang nghiệp. Còn bây giờ quý vị ăn hết thì không lẽ quý vị ráng ăn cho nó no cành không, nó no đến nỗi mà phát ách luôn, đâu có cái nào mình để dành ngày mai được, mình để dành ngày mai, để dành ngày mai được mình để dành đó. Còn để dành không được thì coi như là mình đem bỏ cái chỗ nào đó mà cho ở chỗ đó nó có chúng sanh, có cá, có con gì đó không biết, có những cái con vật đó nó ăn. Mà với cái tâm của mình á, mình mong cho những cái chúng sanh nó được cái sự no đủ thì coi như vậy đó mình có phước. Cũng như những lần mà chúng tôi nói cho quý vị nghe đó, đối với tiền thân của ngài Ân Cú Lý Ma Lá, quý vị thấy ở trong quá khứ đó, coi vậy chứ ngài những cái đồ ăn còn dư đó ngài đem ngài bỏ gọn ngay chỗ một cái góc nào đó, con này con kia nó ăn đó. Vậy mà quý vị thấy rằng ở trong cái thời hiện tại, tuy rằng cái nghiệp bất thiện của ngài nó trổ làm cho ngài bị những cái chúng sanh có quan trái với ngài đánh ngài lỗ đầu chảy máu, mình mẩy đầy thương tích, nhưng mà ngài vẫn ngồi thọ thực một cách bình thường, nó không có bị chi phối. Thì các vị tỳ khưu mới hỏi sao vậy, tại sao cái vị này ngộ, cái vị tôn giả Ân Cú Lý Ma Lá bị thương tích như vậy nhưng mà ngồi dùng vật thực cũng một cái sự bình thản. Thì Đức Phật nói là do cái nghiệp thiện ở trong quá khứ, tôn giả đã từng bố thí cho những con vật này những con vật kia nó ăn khi mà cái đồ ăn còn dư lại đó. Thành ra nó là chúng ta phải biết rằng là coi như là những cái thức ăn, dù cho cơm nước bánh trái,
Chúng ta đem đổ xuống chỗ nào có nước cho những cái con vật ở trong đó nó ăn. Hoặc là ở trên cái chỗ dùng đất nào mà cũng có những con vật đó nó ăn. Nhưng mà mình nhớ cái tâm lý, cái sự tác ý của mình là mình mong cho những cái chúng sanh đó được no đủ mà do cái thức ăn này. Đó, thành ra đó, như vậy á, là chúng ta có phước. À, như vậy là chúng ta có phước. Chứ không phải là như ngày xưa mà mình nói mình bỏ đồ ăn đồ này kia. Chỉ trừ khi bỏ đồ ăn rồi mình bị mang tội đồ này kia. Chỉ trừ khi mình ghét người ta quá. Tôi ghét cái ông đó quá, tôi ghét cái bà đó quá. À, tôi đem đổ, bỏ ghét vậy đó, chứ tôi không có cho ăn. Đó, thì trong những cái trường hợp đó, đó mà mình mới mang nghiệp. À, mình mới mang nghiệp quý vị. Đó, còn bình thường, ví dụ như mình ăn không hết thôi. Không hết thôi, đâu có ăn. Mình tự mình ép mình chi, à, cho mình phải khó chịu. Ở trong người, à, bố này thì chúng tôi nói thêm, à, nói thêm để cho chúng ta nhớ nhiều khi chúng ta có con cháu ở trong nhà. Đừng có như người xưa mà hù con cháu mình bỏ một hộp cơm là mai mốt là ăn một con dồi rồi này kia. Hồi xưa chúng tôi nhớ cái câu đó thường thường ưa nghe những ông già bà xưa rồi, người ta nói những cái điều đó. Nhưng mà thật sự ra bây giờ mình học lại thì ở trong kinh không có như vậy, à, không có như vậy. Đó, thành ra quý vị biết rằng khi mà cái vị Sudassana, cái Sudassana đó, khi mà nghe Đức Phật dạy xong, về mỗi lần Đức Vua ngồi ăn cơm, Sudassana mới đọc lên những cái lời dạy đó. Thành ra đó, từ từ Đức Vua đã bớt được cái sự mà ăn nhiều của mình rồi. Quý vị biết không? Sau khi mà Đức Vua đó mà có cái sự tri túc rồi đó, thì một cái bữa ăn cơm của ông vua đó, quý vị biết ông còn ăn lại nhiều, quý vị biết không? Một lít gạo khủng khiếp không? Một lít gạo. Quý vị biết là lúc đó là coi như là ông đã có cái sự tri túc rồi nha. Có cái sự tri túc rồi, ăn ít lại rồi, ăn vừa đủ thôi. Nhưng mà ở trong kinh nói rằng cái sự vừa đủ của ông á, là ông ăn với một đấu gạo, coi như là cỡ một lít đó, tương đương với một lít mỗi bữa ăn vậy đó. Thì khi mà ông ăn ít lại rồi đó, thì ông được cái sự mà an vui, rồi cái cơ thể, cái lông thể của Đức Vua đó, nó có ốm bớt đi, nó nhẹ nhàng hơn, nó đỡ hơn. Thành ra đó, sau một thời gian, Đức Vua đã đi đến nói với Đức Phật. À, từ ngày mà Đức Phật dạy cái cách đó rồi, dạy cái cách đó rồi, thì con là coi như là cơ thể con rất là khỏe, cơ thể của con rất là khỏe, đến nỗi mà bây giờ cái sức của con có thể săn đuổi thú, có thể là con sẽ chạy theo, con bắt được cỡ con ngựa rừng, hoặc là con hô, con nai, nếu mà con muốn thì con chạy theo, con bắt được. Còn đối với cái người cháu là Sudassana, người cháu thì bây giờ thì con đã lo cho cháu con rất là đàng hoàng, đến nỗi mà phải nói cũng như là đối với cái đời sống hôn nhân thì con cũng lo cho cháu con, mà con cũng không có còn đi tranh chấp với cái cháu con nữa, mà con đã rồi những gì mà lúc trước con bị mất. Ví dụ như là những cái viên ngọc mà con bị mất thì bây giờ con đã tìm thấy trở về rồi. Rồi quyến thuộc của con bây giờ con cũng có cái sự mà cũng như là qua lại, có cái sự mà dòm ngó với nhau, không có còn hận thù như lúc trước nữa. Thành ra đó, do vậy mà bây giờ con rất là được an vui. Do vậy mà quý vị thấy rằng Đức Phật mới thiết lên cái bài kệ này: không bệnh là lợi tối thượng, biết đủ mà với cái tài sản mình là tối thượng, thành tín đối với nhau là bà con tối thượng, niết bàn là tối thượng. Đó, thì ở chỗ này đó, chúng ta nên nhớ rằng là Đức Phật là bậc thiên nhân chi đạo sư, Đức Phật là một bậc thầy của trời và người. Quý vị thấy á,
Cái bài học này cho chúng ta thấy không phải là Đức Phật Ngài là chỉ biết trị cái căn bệnh phiền não ở trong tư tưởng không đâu, mà quý vị thấy rằng Đức Phật còn biết cái cách chữa bệnh Ngài cho cái cơ thể này của mình nữa quý vị. Ngài cho cái cơ thể này của mình nữa, có nghĩa là cái cơ thể sắc pháp này nè, Ngài cái thân ngũ uẩn này nè, Đức Phật cũng biết cái cách để mà trị bệnh Ngài cho cái ngũ uẩn này nữa. Nhưng mà Đức Phật không có đề cập đến nhiều, khi mà cần thì Đức Phật sẽ thuyết giảng. Cũng như quý vị nhớ, có lần chúng tôi cũng đã giảng cho quý vị nghe, có một cái vị tỳ khu đó thôi, hành cái pháp môn thiền quán, đang hành giữa chừng, cái vị tỳ khu đó mới đến bạch Đức Phật: từ nay trở đi con không có hành được cái pháp môn Vipassana này nữa rồi. Đức Phật hỏi sao vậy? Nếu bây giờ cái lỗ tai con đó, nó bị bùng bùng lên và nó nhức nữa, nó đau và nó nhức nữa, thành ra con không có hành được cái thiền quán. Lúc đó Đức Phật đã quán xét, biết cái vị tỳ khu này trong người do thiếu ăn, thiếu cái chất đó, thiếu cái chất đó, nên Đức Phật mới nói với cái vị tỳ khu đó: sáng mai ôm bình bát đi khất thực ở trong cái khu làng đó, ở phía đó vậy vậy đó. Đó thì sáng cái vị tỳ khu này mới ôm bát đi khất thực, thì nhầm gặp được một cái cô gái đang giữ một cái ruộng lúa và cổ chuẩn bị ăn một cái món cháo với cua đồng, một cái món cháo với cua đồng. Thì chuẩn bị ăn vậy thì gặp cái vị tỳ khu đi đến, mới nghĩ rằng hồi trước giờ có khi mình có được cái tô cháo như vậy mà không có gặp cái vị sư nào hết, rồi có khi mình gặp được cái vị sư đó mà mình không có một miếng cháo nào, không có một miếng cơm rang nào hết để mà cúng dường. Bây giờ mình có được cái tô cháo này, rồi gặp được cái vị sư này nữa, thành ra mình mau mau mình cúng dường, cúng dường cái phần ăn này để mà mình tạo cái phước báo để mà mình đem theo. Đó thì quý vị thấy rằng khi đó đó cái cô này đó, cô cúng cái tô cháo xong, mà cái vị này ăn cái cháo đó, do có cái chất cua ở trong đó, chất cua đồng ở trong đó, nên cái nó được cũng như là điều hòa trở lại. Thành ra cái vị này sau vài lần như vậy đã đầy đủ chất, thành ra thoát được cái chứng bệnh mà nó bị ùn cái lỗ tai, nó bị đau nhất cái lỗ tai đó. Thì quý vị thấy rằng chúng tôi nói những cái câu chuyện nó liên quan gì đó, cho chúng ta thấy rằng là bậc đạo ra mình có bệnh não đến ngày trị cho mình cũng được, mình bệnh về thân đến ngày cũng trị cho mình được đó. Nhưng mà những cái gì mà nó liên hệ đến giải thoát, những cái gì mà nó liên hệ đến giải thoát thì Đức Phật sẽ dạy nhiều hơn đó. Bây giờ đó, chúng ta gặp những cái tích truyện này đó, thì chúng ta mới biết rằng là khi mà Đức Phật nói này các tỳ khu, cái số lá ở trong bàn tay của Đức Thế Tôn á, cái số lá trong bàn tay của Đức Thế Tôn á, alo, sao sư nói đi sư. Để tôi giảng bài xong lát tôi liên lạc lại sư. Dạ. Xin lỗi quý vị nha. Không biết chúng tôi đang nói tới đâu rồi. Đây chúng tôi. Dạ, Sô la sẵn đây rồi. Chúng tôi cũng không biết là nói sao, tại sư huy niệm mình coi như là cái vết thương của sư huy niệm nó hành nhức quá, hành cho sư huy niệm nhức quá, điện thoại chúng tôi nói
nhờ ai đi mua thuốc giảm đau, kiếm cái tiệm thuốc tây nào mua uống, chứ bác sĩ người ta không có cho uống nữa, người ta cho uống vừa đủ. Thật ra đó thì bữa chúng tôi cũng có đi suy niệm gặp bác sĩ, thì bác sĩ cũng nói sư nghĩ sao mà một cái bắp đùi, một cái chân vậy mà cưa ngang như vậy, cưa ngang ngay chỗ bắp đùi, mà sư nghĩ sao mà nói mà một tháng mà nó lành. Có nghĩa là quý vị biết rằng cái bữa đó, chúng tôi mới nói với sư quy niệm ấy, là bây giờ là sư còn có một chân là sư phải bán, sư tu tập, sư tu tập có chết thì nó cũng phải chịu nó, chứ mà bây giờ mà sư cứ nằm sư than gì hoài đó thì coi như là nó không có được, chết bỏ. Thành ra lúc đó chúng tôi cũng là quá. Thành ra khi đó đến cái ngày đi tái khám thì sư quy niệm mới năn nỉ chúng tôi đi theo. Đi theo chúng tôi vô thì bác sĩ nói không thể nào một cái chân vậy mà cưa ngang mà trong vòng một tháng nó lành. Bữa chúng tôi tưởng một tháng nó lành, bởi vì thấy da nó cũng lành rồi, thì bác sĩ người ta mới nói rằng là cái sự mai cái bắp đùi đó là mai làm ba lớp, mai ba lớp, thì chỉ có cái lớp ở ngoài da nó lành thôi, còn cái lớp ở bên trong, hai cái lớp bên trong nó không có lành. Một năm nữa, một một năm nữa nó mới lành, chứ không thể nào mà người ta nói rằng là 3 tháng hoặc là 6 tháng. Thì thật sự ra đó, bữa đó thì quý vị biết rằng chúng tôi cũng hơi công việc nhiều rồi, cũng hơi nóng tính, thành ra mình la mình nói một tháng rồi sư phải tự động sư biết đi tắm rửa, tự động sư biết đi ăn uống, tự động sư biết đi tụng kinh, chứ bây giờ cái chết nó đến gần với sư rồi thì mình la quá. Rồi sau đó mới đi vô bệnh viện thì bác sĩ phân tích ra, chúng tôi mới suy nghĩ lại, chúng tôi nghĩ cũng đúng, vì một cái bắp đùi mình mà cưa ngang vậy sao mà tháng trời lành được, một ngón tay của mình mà nó đứt thôi thì chưa chắc gì mà nó vài ngày nó lành, nó cũng phải trải qua một thời gian. Thành ra giờ nói chúng tôi cũng biết sao, chỉ có lén lén, có nghĩa là quý vị biết cũng như thuốc tây thì người ta không có bán cái thuốc giảm đau cho mình nhiều, những cái thuốc mà vừa giảm đau mà vừa có cái chất thuốc ngủ ở trong đó người, thì chúng tôi phải nhờ người cứ ghé tiệm này mua một dĩ, ghé tiệm kia mua một dĩ, cho uống vô đại có giảm đau có ngủ gì được. Giảm đau ngủ chứ giờ cũng bất lực rồi, không có chịu được rồi, đành phải sử dụng bằng cách đó thôi. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà hồi nãy chúng tôi nói đó, thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói với các vị tỳ kheo á, cái số lá ở trong rừng nó nhiều, thì những cái gì mà Như Lai biết cũng nhiều, những cái số lá trong rừng đó mà những gì mà Như Lai á, dạy cho các vị tỳ kheo á, các tỳ kheo đó, thì nó chỉ bằng cái số lá ở trong bàn tay của Như Lai thôi. Là hồi lúc đó chúng tôi nghe, chúng tôi thấy hơi buồn buồn, sao Đức Phật biết nhiều mà Đức Phật không dạy. Và bây giờ có ngộ độc gan cũng phải chịu thôi, chứ quý vị biết cái bắp đùi mà cưa ngang vậy đó, quý vị biết giờ ông sư này ông rên, mà ông rên chịu không nổi, ông rên mà chúng tôi ngủ không được luôn á, ngồi hoài ngủ không được. Thành ra giờ uống uống thì sống được ngày nào hay ngày đó, chứ giờ sao nhỉ? Đó, thành ra đó hồi lúc trước đó, quý vị biết không, khi mà chúng tôi nghĩ rằng là cái số lá nó nhiều nó ít vậy đó, mình nghĩ ủa sao Đức Phật biết nhiều vậy mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ khưu ít chứ vậy nó, thì mình thấy cũng hơi kỳ kỳ. Nhưng mà bây giờ mình coi lại, mình từ từ mình hiểu là cái gì mà liên hệ với giải thoát, liên hệ với giải thoát, thành ra đó Đức Phật mới dạy cho các vị tỳ kheo, mới dạy cho chúng ta đó. Còn thật sự ra đó, những cái, thành ra quý vị thấy rằng á, những cái pháp mà thuộc về thế gian á,
ba cái chuyện mà quý vị thấy thần thông rồi rồi nhào lộn hay là võ nghệ hay là đông y hay là tây y gì đó, quý vị nghĩ rằng Đức Phật biết không? Biết chứ quý vị. Quý vị biết Đức Phật sẽ biết chứ không? Quý vị biết rằng Đức Phật tất cả về những cái võ thuật rồi kinh tế chính trị khoa học vân vân, cái gì Đức Thế Tôn cũng biết hết. Nó những cái điều đó nó có ở ngoài đời, có thật, nó có thật quý vị đó. Nhưng mà Đức Phật không dạy cho chúng ta là tại sao, đó là tại vì cái những cái pháp đó nó không có dẫn đến mà thoát khỏi luân hồi. Thật ra đó quý vị thấy không, nó bây giờ mình nhìn vô bệnh viện đi, mình nhìn vô ở trong bệnh viện đi, có nhiều cái tuổi bốn năm mùa thu giảng giảng nào sư ở bên tổng biên hòa lắm nha. Quý vị thấy rằng mình nhìn vô ở trong bệnh viện đi, mình thấy rằng đủ thứ hạng người nằm ở trong đó đó, từ bác sĩ đến những người làm ở trong ngân hàng, rồi đến những người dạy học, đến nói chung là đủ thành phần nằm ở trong cái bệnh viện đó, rồi đủ loại tuổi hết, tuổi tuổi thìn, tuổi tý, tuổi sửu, tuổi mẹo, tuổi dần, tuổi gì cũng nằm ở trong bệnh viện hết đó. Thành ra đó thì thật sự nếu mà chúng ta ở trong cái cuộc đời này, chúng ta có nghề nghiệp giỏi đó thì nó chỉ là dỗ về cho chúng ta có một cái đời sống an vui, nó đầy đủ cái vật chất thôi. Nhưng mà khi mà an vui đầy đủ với vật chất rồi đó thì chúng ta phải biết tìm đến cái sự mà tu tập. Tu tập á, thì chúng ta tạo phước, hoặc là chúng ta giữ giới, hoặc là chúng ta tu về tâm từ, nói chung là chúng ta rất là nhiều cái pháp để mà chúng ta tu, chứ không phải là nói về mà bố thí không, mà cũng không phải nói về giữ giới không đó. Thì Đức Phật dạy cho cái phương pháp tu tập để đời này mình làm duyên, có duyên lành được một chút đỉnh với những cái vị tăng, rồi với những cái ngôi chùa, hoặc là với những cái thờ pháp, rồi đời sau mình mạnh mạnh hơn tí xíu nữa rồi mình xuất rồi đời sau nữa mình cũng xuất gia, rồi mình quyết tâm mình tu tập giống như năm cái vị mà ở trong thờ Đức Phật quá khứ, là năm vị là coi như là thấy thế gian bây giờ bệnh tật rồi ác pháp nó diễn ra nhiều quá, thành ra năm vị đã leo lên ngọn núi. Sau khi leo lên ngọn núi rồi nó rồi xô cái thang xuống luôn, rồi quyết tâm tu hành, một là đắc đạo quả, hai là chết ở trên đó luôn. Thì thật sự ra mình không bao giờ mình đủ khả năng đó, nói thật ở trong tâm của mình giờ mình không bao giờ mình đủ khả năng đó. Bây giờ mà kêu mình đóng cửa lại, ví dụ như là giờ mình mua mì gói mình bỏ trong phòng, như là mua rau cải đồ này kia bỏ ở trong tủ đi, rồi mình đóng cửa lại, mình tắt hết điện thoại, mình tắt hết máy, không liên lạc gì với ai hết trong 7 ngày Tết, ví dụ như những ngày Tết đó, 7 ngày Tết mình đóng cửa lại, mình tu tập thật sự không đủ khả năng mình làm. Tại vì sao? Lúc đó tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ suy nghĩ Tết là mình cũng phải đi thăm cha thăm mẹ thăm bà con thăm bạn bè, hoặc là thôi cũng cả năm trời con mình cháu mình nó đi học nó đi làm này kia, mình cũng dẫn nó đi chơi này kia, nói chung là nó đủ thứ lý do để cho mình không làm được cái chuyện đó. Thì những cái điều này á, là nó do đâu quý vị? Nó do là do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta chưa có chúng ta chưa có cái pháp Atthittaṇa, có nghĩa là có cái pháp xác định ở trong cái 10 pháp ba la mật á, chúng ta nhớ là Atthittaṇa là cái pháp mà quyết định, cái pháp mình xác định, thì mình chưa có huân tập được cái pháp đó. Thành ra đó là chúng tôi mới nói về những cái điều này, là mình ở trong đời sống tu tập đó, mình gieo duyên đó, nó ở đời này nó một chút, ở đời sau nó một chút đó, thì dần dần mình mới có một cái khả năng là nó dạng dĩ. Chứ bây giờ quý vị biết, đó, thật sự ra đó, những cái nước mà quốc giáo luôn đối với những vị tu sĩ dần dần giảm rất là nhiều
Rồi quý vị thấy rằng ở Việt Nam cũng vậy, là những cái vị trẻ, những cái vị mà tuổi đời mà dưới 40, mà dưới 40 á, quý vị thấy rằng trong những năm gần đây nó ít ít có ai mà vào xuất gia, là thì nó đủ thứ lý do hết, là nó đủ thứ lý do hết, quý vị. Thì chúng tôi muốn nói rằng là cái người tu á, nó càng ngày nó càng ít rồi. Nhưng là tại sao vậy quý vị? Tại vì trước đây đời này đời kia người ta chưa có duyên, là người ta chưa có gieo duyên, thành ra bây giờ á, người ta còn chần chừ, còn chần chừ đó. Do vậy á, mà quý vị thấy rằng đối với cái lời dạy của Đức Phật, là chúng ta hãy đặt niềm tin vào Đức Thế Tôn. Bất cứ một cái điều gì Đức Phật cũng biết hết, và ở trong cái giáo pháp ngày hôm nay mà chúng ta còn đọc được đó, thì quý vị thấy rằng á, mình nên đặt niềm tin vào pháp bảo. Tại sao vậy quý vị? Tại vì chúng ta chưa có coi một cái tâm mà chúng ta suy xét nó sâu, hoặc là một cái tâm mà chúng ta tìm hiểu cho nó kỹ. Chứ quý vị thấy rằng tất cả những cái gì diễn ra Đức Phật đều có nói lại ở trong kinh hết, nhưng mà do chúng ta chưa có tìm ra được, chúng ta chưa có coi hết, thành ra chúng ta không có thấy đó. Thì chúng ta có một cái niềm tin. Thì vậy thì ở cái phần duyên sự của bài kinh này cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật không phải chỉ là một cái vị mà chữa trị những cái chứng bệnh phiền não không, mà đối với thân thân bệnh Ngài cũng biết cách để mà chữa trị đó. Thành ra ở trong bài kinh này quý vị thấy rằng thật ra đó, chúng tôi đã đọc qua rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần đọc đi đọc lại đó, mình thấy thêm được một khía cạnh. Mỗi lần mà đọc đi đọc lại, chúng ta thấy càng ngày nó càng thêm nhiều cái khía cạnh về một cái bậc đạo sư của chúng ta. Thành ra đó, nghĩ đến những cái điều này là mình thấy mình hoan hỷ khi mà mình được sống ở trong cái giáo pháp này đó. Rồi kế tiếp á, thì quý vị thấy rằng nhờ đức vua, khi mà khỏe khoắn an vui rồi, đức vua lúc đó không có đi tranh đoạt tài sản nữa. Hồi trước đó thì quý vị thấy rằng đức vua cứ đem quân đánh với cháu mình biết rằng, mà đánh để làm chi? Đánh để chiếm Giang Sơn. Chiếm Giang Sơn để làm chi quý vị? Giang Sơn đó thì coi như là thu thế đủ thứ chuyện hết, thu thế đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà bây giờ đức vua an lạc rồi, không có bệnh rồi, được an lạc rồi, cơ thể mình khỏe khoắn rồi, tâm nó làm duyên cho cái tâm của mình, cái tâm của mình nó được thanh thản, nó được bình thản hơn đó, rồi mới nghĩ đến là biết đủ với cái vừa lòng với tài sản của mình rồi, không có đi mở Giang Sơn nữa, không có đi mở Giang Sơn nữa đó. Rồi thành ra đó, từ đó rồi đức vua lại nghĩ rằng là quyến thuộc của mình, mình bây giờ mình có khả năng thì mình lo cho cháu mình lo cho quyến thuộc của mình đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với nha tí hay là nha ti, có nghĩa là bà con quyến thuộc của mình, những người đó có cái tình thân mật, chúng tôi nhớ cái lời dạy của sư trưởng. Sư trưởng nói mình thuyết pháp hoặc là mình tế độ bà con gần rồi đến bà con xa, rồi những người Phật tử, những Phật tử gần. Những Phật tử gần có nghĩa là ai quý vị? Không phải là gần nhà, không phải là gần chùa. Những Phật tử gần là có nghĩa là những người Phật tử người ta thường hộ độ Tam Bảo, hộ độ Tam Bảo, hoặc là những người Phật tử người ta thường xuyên qua lại cái sự tu tập với chư tăng, với Tam Bảo. Thì mình tế độ những cái người đó trước, mình có suy nghĩ, có rải tâm từ cũng suy nghĩ rải đến những người đó trước, có thương tưởng thì cũng thương tưởng đến những người đó trước đó. Thành ra quý vị thấy rằng mà làm sao mình có được cái tinh thần này quý vị, mình phải biết vừa đủ với cái sự thọ dụng, mình phải biết vừa đủ với cái sự tri túc thì mình mới có cái tâm này đó. Thật ra đó, quý vị thấy rằng như hồi nãy chúng tôi nói, những cái lời của Đức Phật dạy, những cái bài kinh này năm trước đọc nó khác, năm nay đọc nó khác quý vị. Nó khác không phải là nó thay đổi ngữ nghĩa ở trong đây, nhưng mà chúng ta sẽ tìm ra được rất là nhiều cái khía cạnh
trong một cái lời dạy của Đức Phật. Mà chúng tôi cũng mong rằng ngay cả bản thân của mình, mình tìm được những cái lời dạy này thì mình cũng phải ráng mình tu tập giống như cái lời dạy của Ngài. Nhất là quý vị thấy rằng nhìn vào ông vua Bát Xê nó đi đó, ông được an lạc rồi, cái bắt đầu ông vừa đủ với tài sản của ông, ông đi đánh nữa. Quý vị thấy rằng mình đem quân đi đánh nó làm đau khổ bao nhiêu chúng sanh quý vị, bao nhiêu người. Thì cũng vậy, mình nhìn ở trong cái cuộc đời này, ví dụ như mình vừa đủ, mình vừa đủ với những gì mình có, rồi mình ráng cố gắng mình lo tu tập. Quý vị biết chúng tôi có nhiều khi chúng tôi thấy có nhiều người, quý vị biết rằng họ thích, họ thích có nhiều ngôi chùa, rồi một ngôi chùa nhé thì để nhiều cái thùng, nhiều cái thùng phước điện quý vị đó, nhiều chùa nhiều cái thùng phước điện vậy đó. Đặng chi quý vị, cái đó thì mình thấy ông vua đó, ông đem quân để đi đánh người ta để mở bờ cõi. Cái này thì cũng là cái sự đánh, cái sự đánh quý vị. Nhưng mà nó được bọc nhung bọc đường thôi, nó được bọc nhung bọc đường đó. Thành ra rồi cuối cùng thì sao quý vị? Cuối cùng là nó cũng lo lắng, cũng đau khổ thôi. Cuối cùng cũng lo lắng, cũng đau khổ. Chúng tôi nói đến những cái điều này, chúng tôi nghĩ, chúng tôi nhớ những câu nó, câu những cái lời dạy của Đức Phật hoặc là các vị trưởng lão, nhất là Đức Phật. Quý vị thấy rằng thân người khó, thân người khó được. Bây giờ mình mới hiểu được cái thân người khó được quý vị. Chứ là lúc trước mình thấy coi như là cái dân số nó tăng ào ào mà ở trong kinh thì nói thân người khó được là như thế nào. Đó, mà dân số nước nào cũng tăng lên đó. Thì quý vị thấy rằng cái thân người khó được ở đây có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là sau khi mình chấm dứt cái mạng sống này nè, mình sanh lại làm người nó khó. Mình sanh lại làm người nó khó. Chứ có nhiều người á, cứ thân người khó được, người ta nhìn ra bắt đầu người ta coi nước này nước kia báo cái sự tăng dân số đồ này kia, hoặc là ở Việt Nam mình cũng tăng dân số quá chừng đó, rồi người ta nghĩ là thân người khó được, người ta nghĩ trong kinh nói không đúng. Nhưng mà không phải, cái chỗ đó không phải. Có nghĩa là đối với bản thân của chúng ta nè, khi chúng ta chết rồi, chúng ta khó được sanh lại làm người. Thành ra nói là cái thân người khó được. Mà tại sao? Tại sao như vậy? Tại vì mình sống không có tri túc, mình không có vừa ý với, không có vừa lòng với những gì mình có. Mình cứ đi thâu, đi chinh phục, đi tìm kiếm, đi chinh phục, đi chiếm đoạt, vân vân. Thành ra chính vì vậy đó mà sau khi mình mạng chung đó, mình do cái ác nghiệp nó nhiều, thành ra thân người nó khó được, sanh lại làm người. Mà nếu mà mình ngược lại, mình thấy rằng mình biết tri túc, từ cái chuyện mình xài, mình sử dụng cái gì đó ở trong cái cuộc sống của mình bình thường, bình nhật, rồi từ đó nó sẽ được an vui. Thì an vui thì lúc đó nó sẽ dẫn đến cái sự mình vừa ý với cái tài sản của mình. Rồi vừa ý với tài sản của mình thì lúc đó mình sẽ biết nhìn lại những người xung quanh của mình là những cái người mà tính thành nhất, là những cái người mà để cho mình quan tâm nhất. Rồi cuối cùng thì Đức Phật dạy là những cái sự an vui đó nó đều là tạm thời thôi, nó tạm thời thôi, chứ nó không có an vui bằng cái lạc của Niết Bàn. Có nghĩa là một cái trạng thái tịch tịnh. Khi mà chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi này, chúng ta chấm dứt cái ngũ uẩn này, thì lúc đó chúng ta sẽ được cái sự an lạc. Chúng ta được cái sự an lạc cao nhất. Thì quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ mà mình có thân ngũ uẩn này đó thì mình phải chịu khổ thôi. Bây giờ không khổ thì 10 năm nữa cũng khổ, 20 năm nữa cũng khổ. Mà ngay cả những cái vị mà phạm thiên rồi sanh xuống cõi trời dục giới, rồi sanh xuống cõi người, rồi cũng do cái theo cái hạnh nghiệp rồi đi xuống cõi khổ nữa, vân vân. Thành ra ở cái cảnh giới nào nó cũng không có cái sự an vui tuyệt đối hết. Chỉ có Niết Bàn mới là cái sự an vui tuyệt đối. Do vậy sau khi mà chúng ta đạt đến những cái lợi lộc này rồi, những cái lợi tối thượng này rồi, thì chúng ta phải giống như Phật trí, phải lập tâm để mà thoát ly được cái dòng sanh tử luân hồi này, để mà tiến đến cái
Nibbana Paramang Sukhang có nghĩa là tiến đến cái an lạc tối thượng. Kính thưa quý vị, cái bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày đến đây cũng vừa đủ với thời gian, do vậy xin được dứt lời với phần phước mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, xin chia phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và chúng con cũng xin thành kính dâng cái phước này đến hòa thượng ân sư trưởng lão Giác Chánh. Mong hòa thượng ân sư nhận được cái phước này để bổ túc vào pháp độ Ba La Mật, sám sớm chứng đắc những gì mà hòa thượng đã từng lập nguyện, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng với chúng sanh trong ba giới vốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính đã giảng bài pháp cú số 204 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo sự lợi ích. Chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, con kính thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mít đến sư. Phật sắp bằng băng lăng ra khăn tư sắp bê đê vô tân sắp bằng bụt đà nơi phá vệ nà sá đà sá thi phong vân trùy tê. Phật sắp bằng băng lăng ra khăn tư sắp bê đê vô tân sắp bằng hàm mà nơi phá vệ nà sá đà sá thi phong vân trùy tê. Phật tu sắp bằng mang ở lăng ra khăn tu sắp bê đê quá ta sắp bằng sẵn khá nữ khóa quê nữ xa đà do thị phong anh tu tê. Tất cả phương báo anh có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả có tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Ya ne wa pa san ti vi ha ra wa si ni tu ve ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta cho thiền ca ron te tha vi ha ra mang da le thề ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô Sarami ka da na pa ti upa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha isara sapa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la mu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te sappe pi dukkha sakarantu sankhayam thatu kirang sa tang dhammo dhamma thara cha buddhala sangho ho tu samaggo va atthaya cha hitaya cha amhe rakkhantu sattammo sappe pi dhamma carino buddhim sampahuniyama Maria Pa Vê Đi Tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam ta trở lại vào rung pháp. Kính chào tạm biệt, tấm dân sinh xuống mít.